Fly Random hân hạnh là nhà tài trợ vàng và đồng hành cùng bạn trên hệ thống của Random Football. Có lẽ người hâm mộ Manchester United vẫn còn đang rất vui sau thắng lợi trước đại kình địch Liverpool ở tứ kết FA Cup vừa qua. Một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn, xứng đáng trở thành một trong những trận đấu hay nhất tại đấu trường lâu đời này. Thầy trò Erik ten Hag tuy bị đánh giá thấp hơn, nhưng đã có được chiến thuật vô cùng hợp lý để hiên ngang tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Điểm nhấn lớn nhất có lẽ là canh bạc tất tay của chiến lược gia người Hà Lan ở cuối trận, khi ông thay đổi gần như mọi vị trí của các cầu thủ trên sân và khiến cho Liverpool vô cùng bất ngờ. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại sơ đồ đội hình mà Manchester United đã sử dụng trong khoảng thời gian cuối trận để có thể nhấn chìm lữ đoàn đỏ, mang về thắng lợi vô cùng thuyết phục. Sao mà đỡ được? Có lẽ là cụm từ mà cựu thuyền trưởng Ajax dành cho người đồng nghiệp bên phía Liverpool sau những gì hai đội đã trải qua tại nhà hát của những giấc mơ đêm Chủ nhật vừa qua. Jurgen Klopp có thể là bậc thầy về mặt chiến thuật cùng với một hệ thống được xây dựng vững chắc qua nhiều năm, nhưng ông cũng phải ngạc nhiên trước những gì mà đội chủ sân Old Trafford đã thể hiện ở hiệp phụ để có thể giành chiến thắng. Trước đây thì nhiều người chỉ trích Erik ten Hag là luôn phản ứng quá chậm trong mỗi trận đấu khi đội nhà gặp thế khó hay là không có được kết quả có lợi. Thầy 10 thường đưa ra quyết định muộn màng, để rồi chẳng thể thay đổi được điều gì. Nhưng chúng ta cũng nên thông cảm cho ông, vì tình hình lực lượng của Manchester United khi ấy bị sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương, nên cũng khó mà tìm ra được nhân tố nào đủ chất lượng để có thể xoay chuyển cục diện của trận đấu. Ngoài ra thì cũng tùy vào tính chất của từng trận. Ở đấu trường dài hơi như là ngoại hạng Anh, đôi khi một điểm cũng là điều hết sức quý giá, chứ đừng để thất bại. Nên giữ được tỷ số cho đến phút cuối trận cũng là thành công. Nhưng với FA Cup, nơi đã đi đến vòng tứ kết và không có chỗ cho những trận đá lại, thì mọi thứ sẽ được quyết định trong 90 hoặc 120 phút, hay thậm chí là cả loạt sút luân lưu 11m. Chính vì vậy, khi thế trận đang có phần bất lợi ở màn đối đầu tại tứ kết cúp độc thân vừa qua trước Liverpool, chiến lược gia người Hà Lan buộc phải chơi một canh bạc tất tay khi ông rút 3 hậu vệ trong đội hình chính ra sân, đó là Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka cùng với Rafael Varane, và tung vào sân hai cầu thủ tấn công cùng với một trung vệ chính hiệu là Harry Maguire. Tưởng chừng như cựu sao Leicester City sẽ là chốt chặn cuối cùng trước khung thành của Andre Onana, thì bỗng nhiên nhà cầm quân 54 tuổi đã khiến tất cả phải việt vị khi nhìn vào sơ đồ đội hình trong hiệp phụ thứ hai, thời điểm mà Quỷ Đỏ phải vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ sau khi để Harvey Elliott nâng tỷ số lên 3-2. Và đây chính là cách để đội chủ sân Old Trafford nhấn chìm đại kình địch ở xứ sở sương mù. Đầu tiên là vị trí người gác đền. Andre Onana sẽ có xu hướng dâng cao hơn nhằm thu hồi bóng một cách nhanh nhất trước khi triển khai thế trận tấn công về phía khung thành của Kelleher. Khả năng truyền dài ấn tượng của thủ thành người Cameroon cũng là món vũ khí lợi hại mà Ten Hag muốn sử dụng để rót trái bóng ra phía sau hàng thủ của Liverpool nhằm tạo ra cơ hội cho các tiền đạo nhanh nhẹn bên phía Quỷ Đỏ. Chốt chặn cuối cùng phía trên Andre Onana, bất ngờ lại là đội trưởng Bruno Fernandes. Sau khi Mason Mount được tung vào sân, cựu thuyền trưởng Ajax đã đẩy anh lên chơi ngay phía sau hàng tiền đạo và rút Bruno ra phía sau. Nhưng mà khi chúng ta đều nghĩ rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi trong vai trò cầm nhịp ở vòng tròn trung tâm, thì anh lại lui rất sâu xuống vị trí trung vệ. Nguồn năng lượng của Bruno là điều không phải bàn cãi, nhưng việc anh thi đấu liên tục suốt 120 phút cũng đã khiến đôi chân trở nên rã rời. Đó là lý do Ten Hag quyết định kéo anh xuống thấp để giữ thể lực trước khi bung ra ở những giây cuối cùng. Và anh trưởng đã có những chia sẻ đầy xúc động sau trận đấu. Tôi chỉ làm những gì cần thiết để giành chiến thắng trong mỗi trận đấu. Tôi không bận tâm mình chơi ở đâu. Điều này không có trong kế hoạch trước đó. Tôi chỉ là cố gắng kèm người trên sân mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy có lúc bản thân di chuyển lên trên các tiền vệ của họ và thỉnh thoảng lại lùi xuống một chút để giúp Harry Maguire, vì rõ ràng họ có rất nhiều cầu thủ tốc độ trên hàng công. Trận đấu này thực sự rất cảm xúc. Có những thời điểm mọi việc suôn sẻ và những thời điểm thực sự tồi tệ. Nhưng tôi sẽ cố gắng luôn ở đó vì mọi người. Tôi không bận tâm về việc mình phải đá trái sở trường hay là như thế nào. Dù khi ở xa khung thành, tôi không thể ghi bàn hay kiến tạo. Nhưng chỉ cần Liverpool chẳng thể ghi bàn, đó mới là điều quan trọng. Và tôi cũng đã mang lại thành quả cho toàn đội. Dù mắc sai lầm để Jacob ghi bàn trong hiệp 1,
nhưng tinh thần chiến đấu của ngôi sao 29 tuổi là rất đáng nể. Hỗ trợ cho Bruno nơi hai hành lang cánh chính là Anthony và Diogo Dalot. Nếu hậu vệ người Bồ Đào Nha chỉ đảm nhận vai trò quen thuộc của mình, thì với anh Long số 21, đây lại một lần nữa là trải nghiệm thú vị xen lẫn đôi chút khó chịu của cầu thủ này. Anthony vừa ghi bàn cân bằng tỷ số 2 đều cũng như tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của Liverpool. Nhưng vì đại cục, Erik ten Hag đã xếp anh trong vai trò của một hậu vệ trái. Nhưng sau một vài phản ứng nho nhỏ thì ngôi sao người Brazil đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Và anh luôn sẵn sàng cống hiến hết mình vì đội bóng nếu huấn luyện viên yêu cầu. Đó là sự hy sinh vì đội bóng. Khi ten Hag nói với tôi như vậy, ban đầu tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên và lạ lẫm. Nhưng nếu cần hy sinh vì tập thể, hy sinh vì đồng đội thì tôi chẳng bao giờ ngại bất cứ điều gì cả. Không lúc nào tôi ngừng suy nghĩ và làm việc. Những trận đấu như thế này thể hiện giá trị của toàn đội và tôi tin rằng điều này sẽ tạo động lực cho mọi người trong phần còn lại của mùa giải. Cầu thủ sinh năm 2000 cũng là một trong những chiến binh ở trên sân. Dù nhiều lúc anh chưa đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn, nhưng khi Manchester United cần, anh Long luôn sẵn sàng để cống hiến hết khả năng của mình. Và vị trí hậu vệ trái hay là bất kỳ nơi nào khác trên sân cũng đều được Anthony đảm nhiệm nếu ban huấn luyện yêu cầu và điều đó tốt cho tập thể. Như vậy, chúng ta đã có 3 hậu vệ án ngữ trước mặt thủ thành Andre Onana. Và giờ là đến tuyến giữa, nơi Christian Eriksen sẽ là người chơi thấp nhất với nhiệm vụ điều tiết bóng và quan sát các đồng đội trước khi tung ra những đường truyền dài. Kỹ năng đọc tình huống cùng với nhãn quan chiến thuật chính là lợi thế để chú lính chì Đan Mạch này hoàn thành tốt vai trò của mình. Và nếu Marcus Rashford chính xác hơn trong khâu dứt điểm, cụ Sen đã có cho mình kiến tạo tuyệt vời để định đoạt trận đấu. Nhưng dẫu sao, đây cũng là một màn trình diễn tốt của số 14 khi anh được tung vào sân trong hiệp 2. Phía trên Eriksen là bộ đôi McTominay cùng với Mason Mount. Đây là hai nhân tố rất giỏi trong việc xâm nhập vòng cấm và hỗ trợ cho các tiền đạo, nên họ đều chơi đúng với sở trường của mình. Chàng núi sẽ đảm nhận vai trò pressing, gây áp lực để giành lại bóng, trong khi Mad Dog vẫn như thường lệ, sẵn sàng xâm nhập vòng cấm bất cứ lúc nào, dù đôi chân đã rã rời vì quá mệt. Nếu pha chạm bóng của ngôi sao người Scotland trở thành bàn thắng, đó là điểm kết hoàn hảo cho chàng trai trưởng thành từ Học viện Carrington. Nhưng dẫu sao, pha kiến tạo để Rashi gỡ hòa cũng là thành tích rất đáng ghi nhận. Trong khi đó, Mason Mount đã có 15 phút của hiệp phụ thứ hai thực sự đáng nhớ. Dù không đóng góp quá nhiều, nhưng đây được xem là màn chạy đà hoàn hảo cho sự trở lại của anh sau quãng thời gian dài bị chấn thương. Tiền vệ người Anh đã trải qua khoảnh khắc đáng nhớ và hy vọng rằng đây sẽ là tiền đề quan trọng để anh thi đấu tốt hơn trong thời gian tới. Sau hàng phòng ngự và tuyến giữa, chúng ta đến với hàng công, nơi mà Erik ten Hag sử dụng bộ tứ lần đầu sát cánh cùng với nhau. Đó là Harry Maguire, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford cùng với Amad Diallo. Đây quả thực là lựa chọn vô cùng bất ngờ, nhưng nó mang đến hiệu quả rõ rệt cho Manchester United để đánh bại Liverpool. Với trung vệ 31 tuổi, anh rất thường xuyên lên tham gia tấn công và đã từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội nhà, điển hình như là thất bại 1-2 trước Fulham mới đây. Thế nên được xếp chơi trên hàng tấn công sẽ giúp cho Harry Maguire phát huy ưu thế về thể hình để tạo ra điểm chạm cũng như làm tường cho đồng đội. Anh cũng đã có một pha thoát xuống bất ngờ sau đường truyền dài chuẩn xác của thủ thành Andre Onana, nhưng đáng tiếc là không thể căng ngang vào trong cho tiến sĩ. Dù vậy, việc để Harry Maguire lên đá tiền đạo là nước đi đầy khôn ngoan của chiến lược gia người Hà Lan và anh đã mang lại rất nhiều dấu ấn tích cực cho đội nhà. Bộ ba còn lại trên hàng tấn công sẽ tích cực di chuyển, hoán đổi vị trí để tung ra những pha bóng chuyển trạng thái hiệu quả. Marcus Rashford đảm nhiệm vai trò trung phong, trong khi hai máy chạy còn lại sẽ bao sân nhiều hơn. Và chúng ta phải dành lời khen cho Garnacho, dũng sĩ tóc bạc đã có màn bứt tốc khó tin ở phút 120, dù trước đó anh đã chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và chỉ có 2 ngày tập luyện như chia sẻ của người thân. Dù bị đau, nhưng tinh thần chiến đấu quá mạnh mẽ đã giúp sao mai người Argentina như một con ma tốc độ, sẵn sàng cho đối thủ hít khói bất cứ lúc nào. Quyết tâm trong từng đường bóng của số 17 đã giúp anh chiếm trọn tình cảm nơi người hâm mộ sau trận và là tiền đề quan trọng để anh hướng đến những cột mốc mới. Còn với Amad Diallo, anh đã có một bàn thắng để đời trong lần hiếm hoi được ra sân thi đấu. Tài năng người bờ biển Nga tích cực tranh chấp giành lại bóng và đã đóng góp dấu giày vào cả hai bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai để mở ra thắng lợi cho đội chủ sân Old Trafford. Quả thực là canh bạc của Erik ten Hag đã phát huy hiệu quả và ông đã khiến cho Liverpool bất ngờ trước những điều chỉnh đầy táo bạo của mình. Rõ ràng đây là một dấu ấn lịch sử vĩ đại của trận derby nước Anh vì trong hoàn cảnh thua thiệt rất nhiều so với đối thủ, nhưng Quỷ Đỏ vẫn chiến đấu mạnh mẽ và có được thắng lợi đầy mãn nhãn.
Hy vọng rằng đây sẽ là cú hích tinh thần để toàn đội hướng đến việc hoàn thành mục tiêu ở mùa giải năm nay. Và tổng kết lại, hãy cùng chúng tôi điểm qua sơ đồ 3-3-4 mà thầy Mười đã dùng nó ở hiệp phụ thứ 2 trước Liverpool. Có lẽ đây sẽ là một trong những trận thắng vĩ đại nhất lịch sử của Man United trước đại kình địch vùng Merseyside nếu xét về bối cảnh hiện tại. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.